Hello hello, Dung xin chào tất cả các bạn. Đây là một video giảm mỡ vai và mỡ hai bên sườn. Chỉ với 5 phút mỗi ngày, hãy lưu video này lại, bật lên và cải thiện vóc dáng của mình sau 1 tháng nha. Let's go! Động tác 1, hít vào. Giơ hai tay của bạn lên trên đầu, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay hướng lên trên, thở ra, kéo tay xuống áp sát bên sườn trái. Hít vào, giơ hai tay vươn cao trên đầu, thở ra, kéo tay xuống áp sát khuỷu tay vào bên sườn phải. Hãy kéo căng, ưỡn căng ngực khi kéo xuống, mở vai của bạn. Động tác 2, hít vào, ưỡn ngực, đẩy tay của bạn ra sau, lòng bàn tay hướng về phía trước. Thở ra, rút bụng, gù lưng, hai tay đưa về phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau. Hãy siết chặt cơ bụng của bạn. Động tác 3, tay nọ nắm khuỷu tay kia, đưa ra sau đầu. Hít vào, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thở ra, nghiêng lườn sang bên trái, cằm chếch chéo phải. Hít vào, đưa mặt về chính diện. Thở ra, đưa cằm sang bên phải, mắt nhìn chéo trái. Hít vào, đưa mặt về chính diện. Sau đó, các bạn đổi tay. Các bạn có thể làm mỗi bên 3 nhịp. Động tác 4, tay trái để sau gáy, tay phải buông dọc theo thân. Hít vào, thân người đứng thẳng, thở ra, di chuyển tay phải về phía gót chân, kéo căng giãn sườn bên trái. Đổi bên, tay phải đặt sau đầu, tay trái buông dọc theo thân. Hít vào, đưa mặt về chính diện, người đứng thẳng. Thở ra, từ từ đưa tay trái của các bạn về phía gót chân. Càng sâu càng tốt, giữ người trên một phương, kéo căng sườn bên phải. Các bạn làm liên tục như vậy trong 30 giây. Các bạn đẩy mông ra sau, bụng hơi rút nhẹ, giữ cho lưng thật thẳng. Hai lòng bàn tay đẩy về phía trước, hai đầu ngón tay giữa chạm vào nhau. Hít vào, nâng từng tay, rút ra sau, đẩy căng vai. Thở ra, cho tay về phía trước. Hít vào, đổi tay, kéo căng vai của bạn lên. Thở ra, hai tay chạm vào nhau. Bụng hơi rút nhẹ, hãy giữ lưng thật thẳng trong động tác này các bạn nhé. Động tác cuối cùng, từ từ hạ mông của bạn, đẩy mông ra sau, về tư thế cái ghế, bụng hơi rút nhẹ, lưng thật thẳng, hít vào, hai tay áp sát mang tai, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, giữ nguyên thân người, đưa tay đẩy ra sau, căng hết mức có thể, mắt nhìn vuông góc với sàn.
Các bạn làm nhịp nhàng như vậy trong 30 giây nhé. Nếu còn thời gian, bạn hãy tập thêm vòng thứ 2 và vòng thứ 3 để tăng thêm độ hiệu quả nhé. Và nhớ là hãy lưu video này lại và bật nó lên, tập mỗi ngày để cải thiện vóc dáng của bạn trong vòng 1 tháng nha. Bye bye!